Đầu La Đại Lục tập 256. Sau khi đánh bại Thâm Hải Ma Kình Vương, Đường Tam liền bắt đầu hấp thu hồn hoàn và đương nhiên là quá trình hấp thu này không hề dễ dàng. Hắn nhanh chóng bị uy áp của hồn hoàn áp chế, toàn thân không thể cử động, sát thần lĩnh vực xảy ra biến dị, luồng năng lượng khổng lồ cứ như vậy xâm nhập vào cơ thể, từng khớp xương và da thịt. Suýt chút nữa khiến hồn cốt trên người hắn nứt vỡ. Đúng lúc này, ấn ký tam so kích trên trán lại phát huy tác dụng, năng lượng màu vàng và năng lượng màu đỏ xung đột loại trù lẫn nhau, không ngừng tranh giành phần thắng. Lúc này một khối hồn cốt từ trên người Thâm Hải Ma Kình Vương bay ra ngoài, vừa vặn đây lại là khối hồn cốt thần. Đường Tam cũng chỉ thiếu sót duy nhất một khối này nữa mà thôi. Bây giờ đã có đủ bộ rồi, Đường Tam bộc phát sức mạnh cố gắng đẩy lùi năng lượng sát khí của Thâm Hải Ma Kình Vương. Dù sao nơi này cũng là biển, năng lượng hải thần dần dần chiếm được ưu thế. Ánh sáng màu vàng dần dần đẩy lùi sát khí rồi bao bọc thân Đường Tam. Động tĩnh gây ra là không hề nhỏ, mặt nước biển bị dẫn động thành một vòng xoáy khổng lồ. Ánh sáng hải thần từ dưới biển bạo phát lên trên thành một cột sáng màu vàng. Đường Tam nhanh chóng từ dưới nước bay lên trên, như vậy là quá trình hấp thu hồn hoàn đã thành công. Chiếc hồn hoàn thứ 9 có tu vi 100 vạn năm nên sẽ khác với hồn hoàn 10 vạn năm. Tuy rằng bộ dạng cũng tương tự với hồn hoàn thần cấp của Thiên Nhận Tuyết, vậy nhưng lại không có khí tức thần thánh như nàng ta mà lại có sát khí khổng lồ sâu không lường được. Hồn hoàn tỏa ra khí tức mãnh liệt khiến mọi người cũng bị nghẹt thở. Tại đây thì khảo hạch thứ 8 cũng thông qua, độ hòa hợp hai thần tăng thêm 30%. Độ hòa hợp hai thần tổng cộng là 99%. Cấp độ tăng thêm 2 đạt cấp 99, tiểu vũ cũng được hưởng lợi từ việc đồng hành thông qua khảo hạch, ban thưởng gia tăng. Mọi người rất thắc mắc rốt cuộc là khảo hạch thứ 9 sẽ như thế nào, Đường Tam cũng không rõ, chỉ có thể chờ tới khi quay về Hải Thần Đảo thăm ba Thái Tây thôi. Về phần những người khác, sau khi hấp thu lực lượng, thực lực của Đới Mộc Bạch đã đạt cấp 88, Chu Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn cấp 86, Vinh Vinh cấp 87, Áo Tư Tạp cấp 85 và Tiểu Vũ cũng đột phá lên 80 cấp. Tiểu Bạch lần này cũng được lợi không ít. Nàng ta lấy ra hai món bỏ bối trong đầu Thâm Hải Ma Kình Vương tặng cho Đường Tam để trả ơn ân huệ này. Cục màu vàng là não của tên kia. Hải hồn thú 10 vạn năm trở lên, lão bộ sẽ tiến hóa thành một loại dược liệu đặc thù, ẩn chứa năng lượng đặc thù. Viên màu tím còn lại, nàng ta cũng không biết tác dụng của nó là gì. Vậy nhưng mà nó ngưng tụ thành quả tu luyện nhiều năm của Thâm Hải Ma Kình Vương, chắc chắn là bảo vật. Biết đâu sẽ có ích lợi cho việc truyền thừa thần chỉ hải thần của hắn. Đường Tam cảm ơn rồi cùng nhau quay về Hải Thần Đảo. Không khí tại Hải Thần Đảo có vẻ u ám, sắc mặt mọi người đều buồn rầu. Hải Đầu La cho biết không có chuyện gì cả, chỉ là nhiệm vụ bảo vệ của bọn họ cuối cùng cũng sắp kết thúc theo truyền thừa của hắn nên cũng có chút buồn vô cớ. Đường Tam vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao, cứ tưởng rằng bọn họ sắp thất nghiệp nên trấn an. Bảy người được dẫn vào bên trong, chỉ riêng Đường Tam thì được tiến lên gặp mặt ba Tay Tây. Sắc mặt ba Tay Tây đã xa nua hơn, không còn vẻ trẻ trung của độ tuổi 30 nữa. Bà cảm ơn Đường Tam, nhờ có hắn nên bà mới lần nữa gặp lại Đường Thần. Nhớ lại thời điểm hai người bọn họ gặp nhau rất vui vẻ, cuối cùng thì mọi hiểu lầm cũng được xóa bỏ. Ba Tay Tây cảm thấy thời gian chờ đợi nhiều năm như vậy cũng đáng giá, bây giờ bọn họ có thể ở bên nhau dài lâu. Đường Thần cảm thấy tiếc nuối bởi vì ông chỉ còn sống được 3 ngày thời gian nữa. Kịch độc của huyết hồng cựu đầu biển bức vương sớm đã ăn mòn thân thể của ông rồi. Sau khi được Đường Tam hóa giải sát khí, cơ thể ông đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Bây giờ chỉ là đang tranh giành từng giây phút sống còn mà thôi. Đường Tam nghe xong liền cảm thấy tội lỗi. Nếu như không hóa giải sát khí thì cụ cố sẽ không sao cả. Nhưng mà ba Tay Tây cho biết Đường Thần lại rất cảm kích hắn về điều đó. Ngoài ra Đường Thần cũng để lại cho Đường Tam một món quà, đó là một thanh Tu La Ma Kiếm liên tục tỏa sát khí ra bên ngoài. Bên trong thanh ma kiếm ẩn chứa tích lũy sức mạnh Tu La nhiều năm của ông ấy. Có nó rồi, Đường Tam muốn thay đổi, làm người thừa kế Tu La Thần thì cũng không phải là chuyện không thể. Sát khí cứ như vậy tuôn trào ra ngoài, uy lực của nó khiến Đường Tam cũng không cưỡng lại được. Hắn vô ý thức tiến lại định cầm lấy. Vậy nhưng ngay tại thể khắc sắp chạm đến thanh kiếm, hắn nhìn thấy vô số sinh mạng đã ngã xuống. Nhìn thấy thanh kiếm đó hấp thu mạng sống của rất nhiều người để lớn mạnh như bây giờ. Sức mạnh của Tu La Thần làm cho sát thần lĩnh vực của hắn biến dị tiến hóa thành Tu La lĩnh vực. Khí tức của Tu La Thần quá bá đạo, muốn xâm nhập vào hồn cốt nên gây ra bài xích với sức mạnh của hải thần. Đường Tam từ chối nhận lấy Tu La Ma Kiếm, tâm ý của Đường Thần, hắn xin nhận. Vậy nhưng tình thế trước mắt rất gấp gáp, hắn không thể đem hy vọng của tất cả mọi người gửi gắm vào Tu La truyền thừa chưa rõ thế nào được. Tất cả vẫn là chờ sau khi hắn kế thừa hải thần rồi mới quyết định. Đường Tam lấy tam so kích ra hỏi thầm. Nhìn thấy trái tim hải thần trên tam so kích đã bị vỡ, ba Tay Tây cũng ngạc nhiên. Đường Tam đem chuyện bị thiên sứ thần truy sát kể lại, sợ hắn muốn biết có cách nào khôi phục lại như cũ hay không.
ba tay tê buồn rầu, trái tim hải thần không phải ba có thể sửa. Vậy nhưng hải thần truyền thừa cần dùng năng lượng của trái tim hải thần đã dẫn dắt. Không có trái tim hải thần thì quá trình truyền thừa của hắn sẽ nguy hiểm thêm rất nhiều. Một khi truyền thừa thất bại thì hắn sẽ nhận lấy cái chết. Đường Tam hiểu được sự lo lắng của ba tay tây, chỉ là hắn không thể dừng lại ngay bây giờ được. Nếu không, thế gian này sẽ không còn có ai có thể chống lại thiên sứ thần. Lúc truyền thừa sẽ có năng lượng rất lớn tràn ra. Ba tay tây muốn đám người xử lệ khắc tiến lại gần trợ giúp hấp thù. Bọn họ nhanh chóng được mang tới bên cạnh Đường Tam. Mọi thứ đã sẵn sàng, ba tay tây liền bắt đầu quá trình. Bà vui mừng vì cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện của hai thần đại nhân rồi. Ba tay tây lấy ra hồn hoàn, điều động sức mạnh và trận pháp bên dưới, đồng thời cần hắn thề sẽ bảo vệ con dân biển cả, tiếp tục vinh quang của hải thần. Tại đây thì truyền thừa thứ 9 và cũng là truyền thừa cuối cùng đã thực sự bắt đầu rồi. Tập phim đến đây dừng lại, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Các bạn hãy đón xem tiếp nhé! Xin chào!